chụp một cách một đêm rồi đấy. Cái này, cái này đâu? Ôi, ngang à? Được. Chụp cách ngang này thôi. Thì cứ chụp mấy bức đi, xong gửi em mấy bức đi. Thì bây giờ một áo màu đen chỉ chụp một cái chứ. Không sao, áo đen đứng góc khác chụp được mà. Ra lan can thì chụp khác cũng còn được. Đứng mỗi góc khác nhau chụp là được. Em vừa nói chụp đâu. Lan can với nhà vệ sinh, vệ sinh. Chụp cho nhà vệ sinh nhà. Đúng rồi, giống như kiểu mấy người ta hay check in sang chảnh. À, trong cái gương ấy đúng không? Đúng rồi. Thì ơi, em phải đi đem xà phòng của em đánh sạch cái gương của em đi, chị vào chị check đi. Gương mờ như thế, sao được? Mờ nó mới ảo chị, nó mới đẹp. Trời ơi. Nó mới xinh. Ra ra, đi chẳng chẳng ra. Lau lấy gương thật sạch đi. Yes. Bây giờ lấy ảnh ra. Masuya-suaki. Đang chụp cho em đi cơ. Nói chung cô đang bán lại giá này. Em đang lên đâu bán đâu? Đây nhưng đâu thì nhé. Là thực ra sau chương trình thì bán hết rồi.
Em được chưa? Lên được chưa? Không gì là chụp được đâu. À đúng rồi. Đã cái gì đã bên cái phần mà tao cảm ơn. Thẻ vị trí ấy. Tên vừa xong rồi em ạ. Còn khách không muốn xong đâu. Khuôn loại 1.000 mét luôn. Ông em hỗn độn vào cái vì lúc lên cái nào có like thì do chị lén vào xem.
hai cái khác nhau rồi chứ. Hai like. Hai cái khác nhau ấy rồi. Mai cả hai cái luôn. Nghiêm thật. Mỗi lần cắt cái này mình phải nhưng mà chán cắt thì làm lâu mới.